Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ, mình là Thắng. Nếu các bạn đang có những cái khoản tiền nợ mua nhà, tức là các cái khoản tiền nợ mortgage loan, hoặc là các bạn đang chuẩn bị mua nhà và phải mượn mortgage loan và các bạn muốn trả các cái tiền mortgage loan này càng sớm càng tốt thì cái video này dành cho các bạn bởi vì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chiến lược mà bạn có thể trả cái khoản tiền mortgage loan thay vì 30 năm như thông thường thì các bạn chỉ các bạn chỉ cần trả trong vòng 5 cho đến 7 năm. Và cái chiến lược này nó hay ở một cái chỗ là các bạn trả cái khoản tiền mortgage loan này chỉ trong vòng 5 cho đến 7 năm mà không hề phải gia tăng cái số tiền phải trả hàng tháng hay là càng năm hay là hàng năm. Ví dụ các bạn mượn một cái khoản tiền mortgage loan 300 000 với cái chi, với cái mortgage rate là 6,5% và cái khoản tiền phải trả hàng tháng là 2 000 chẳng hạn thì bây giờ các bạn vẫn trả hàng tháng 2 000 nhưng mà cái chiến lược này sẽ giúp cho các bạn trả cái khoản hết cái khoản tiền mortgage loan đó trong vòng 5 cho đến 7 năm thay vì là 30 năm như thông thường thì đấy có vẻ như là scam bởi vì nó là too good to be true nhưng mà các bạn kiên nhẫn xem cái video này Đến cuối cái video này thì các bạn sẽ thấy là thật ra là có thể làm được Có thể trả trong vòng cho đến 5 cho đến, đến 7 năm cho đến 7 năm Lại tất nhiên là nó sẽ nhiều việc hơn là cái việc trả thông thường Lại tất nhiên là nó rắc rối phức tạp hơn một chút Nhưng mà nếu bạn muốn thì bạn vẫn có thể làm được Mình đã xem kỳ chiến lược này Và mình nghĩ là nếu người nào muốn thì cũng sẽ có thể làm được có khả năng là nó sẽ không được 5 năm, nó sẽ không được 6 năm, nó sẽ không được 7 năm. Nhưng mà nó có khả năng sẽ giúp cho bạn từ 30 năm xuống còn 10 năm thôi. Và các bạn, nếu mà các bạn tập trung làm theo cái chiến lược này 100%, và đây là cái chiến lược quan trọng nhất để các bạn trả cái tiền nhà, cái khoản nợ mortgage loan nó càng sớm càng tốt, thì cái video này dành cho các bạn. Và cuối đến cuối cái video, bạn sẽ cảm thấy là thật ra là có thể làm được. Bạn có muốn làm hay là không? Đó là chuyện khác, đúng không? Alright, mình hy vọng là cái video này sẽ rất nhiều người rất là thích cái video này Bởi vì các bạn biết là cuộc sống ở Mỹ Tất cả chúng ta đều có một cái khoản nợ tiền nhà Tức là mortgage loan Và người ta nói ở Mỹ cái tiền nợ tiền nhà là cái tiền nợ lớn nhất Và cái tiền nợ nợ khủng khiếp nhất Người nào mà đã được pay off cho cái tiền nhà rồi là coi như là trút một cái gạch nặng ngang cấn rồi thì hy vọng cái video này sẽ giúp cho rất là nhiều người việt của mình trụ được cái gánh nặng hàng cân ngang cân đó càng sớm càng tốt trước khi mình đi vào phần chi tiết đó nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì đây là channel của mình tập trung vào ba chủ đề mình chia sẻ rất nhiều các mèo tài chính để tăng thu nhập để giảm chi phí ví dụ như là cái video này là để giảm cho bạn cái chi phí tiền nhà một cách nhanh nhất và đặc biệt là mình làm rất là nhiều các cái video rất là cụ thể và rất là chi tiết để hướng dẫn tất cả chúng ta có thể đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán mỹ bởi vì mình tin tưởng rằng chỉ đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán mỹ thì mới làm cho tiền của mình đẻ ra tiền một cách an toàn nhất bền vững nhất và lâu dài nhất và chỉ như vậy thì mình mới có thể trở nên giàu có hơn và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Nếu đó là những chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Alright, bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện của ngày hôm nay mà mình nghĩ đây là cái câu chuyện mà rất nhiều người rất là nhiều người quan tâm. Cho nên mình cố gắng chia sẻ cái câu chuyện và cái chiến lược này một cách cẩn thận và đầy đủ nhất. Các bạn chú ý theo dõi bởi vì thật ra nó hơi phức tạp một chút. Chứ không phải là đơn giản bởi vì đơn giản thì ai cũng có thể làm được rồi. Nó khá là phức tạp và thậm chí nhiều bà sẽ coi là cái này là một cái scam và một cái chuyện à, một cái chuyện không có mà dừng ra cho có. Nhưng mà thật ra mình mình xám xét cái này, mình suy nghĩ cái này và mình tìm hiểu kỳ cái này thì mình nghĩ là có khả năng làm được nếu như mà các bạn rất là muốn làm và nếu như mà cái mục tiêu trả pay off cái mortgage càng sớm càng tốt là cái mục tiêu lớn nhất của cuộc đời của bạn thì bạn vẫn có thể làm được cái này thì thật ra cái ý tưởng mà trả tiền nhà trong vòng năm tới đến 7 năm này không phải đến từ mình đến từ một cái bàn xem channel của mình và bạn này nắm lần bảy lượt việc email cho mình tham dự livestream của mình bình luận và cứ nói là tìm hiểu cái chiến lược này để giải thích thêm cho người trong cộng đồng của mình để giải thích thêm cho bạn đó là có nên làm theo chiến lược này hay là không và bạn đó contact với mình ít nhất là cục bốn năm lần và rất là 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 persistent và cứ nói là anh xem cái cái video này nè thì bạn thấy ở đây trên cái channel này thì ở đây có một cọn rất là nhiều bá bốn cái video liên tục là cùng một cái đề tài là How to pay off your mortgage in 5 years thì các bạn thấy cái video này có đến 3,6 triệu người xem và cái video này nó được được post cách đây 6 năm sau đó người này cũng post lại vào đầu năm 2023 và cũng post lại cái video này thay đổi một chút và với cái tiêu đề là How to pay off a 30-year uh, home mortgage in 5 to 7 years và cái video này cũng có được uh, là 1,4 triệu người xem và các bạn thấy là bây giờ nó vẫn còn đang trending nó cũng còn đến 40 người xem uh, mỗi giờ và cái đây là cùng cái video how to pay off your mortgage in five cho đến 7 years và nó cũng có 1,2 triệu người xem thì các bạn thấy cái video này đáng được rất là nhiều người ở trên YouTube quan tâm bởi vì chuyện trả tiền mortgage từ 30 năm xuống còn 5 7 năm là cái chuyện mà khả là khả là khả là, là hấp dẫn và lại tất nhiên là sẽ rất là nhiều người quan tâm và cái bàn này bạn xem channel của mình ấy là cứ nói hoài lần việc email cho mình nha uh, a comment trên một cái video của mình nói là anh ơi anh xem cái video này xong rồi giải thích lại cho mọi người trong cộng đồng của mình để làm sao làm cái việc này cái việc này có sự thật hay là không rồi tham dự livestream của mình cùng thêm nữa bình luận trên livestream của mình là anh ơi trả lời cho em cái câu hỏi này vì sao làm được có nên làm hay là không xong rồi việc email lại cho mình nữa xong rồi việc email lần thứ hai nữa cho nên là rất là nhiều lần thì ban đầu mình cũng nghĩ là scam làm sao mà có cái chuyện trả tiền mortgage mà mình hoạt động trong cái lĩnh vực tình lĩnh vực bất động sản ở Mỹ cũng gần năm bảy năm nay mình đâu có nghe đến cái chuyện này bao giờ đâu nhưng bây giờ bạn này bạn rất là insistent cho nên mình nói thôi để mình bỏ thời gian mình nghe và mình tìm hiểu có thể thật thứ cái chuyện lược này như thế nào thì mình nghe hết tất cả các cái video này thì mình cảm thấy á, là thật ra cái chuyện lược này nó nó không phải là scam một trăm phần trăm có thể làm được có thể đạt được cái mục tiêu này với điều kiện bạn phải chấp nhận chiều khó làm bởi vì cái này nó hơi nó hơi phức tạp và nó hơi involve cho nên bạn làm là bạn phải tập trung quản lý cái này hàng tháng, hàng năm. Và bạn làm được cái chuyện này nếu như cái mục tiêu của cuộc đời bạn, mục tiêu lớn nhất là việc trả pay off được cái mortgage sớm càng sớm càng tốt thì bạn sẽ đạt được cái chuyện này, chứ không phải là không đạt được. Alright, vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích cái chiến lược này nó sẽ là như thế nào Thì thật ra cái cách giải thích cái chiến lược này là mình học từ cái video này Và mình thay đổi một chút để cố gắng giải thích làm sao để cho nó dễ hiểu Và 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 thân thuộc với những người trong cộng đồng của mình Thì ở đây mình giả sử là các bạn muốn mua một căn nhà Một căn nhà có giá là 360 nghìn Và bạn trả đao payment là 20% Tức là bạn trả đao payment 772 ngàn và kỳ kỳ như vậy thì cái khoản mortgage của bạn á là khoảng 288 000 bởi vì 360 000 trừ 72 000 thì còn 288 000 và cái mortgage rate của bạn là 6,5%. Thì các bạn dùng cái mortgage calculator ở trên Zillow thì các bạn người ta sẽ tính được cho bạn á là cái chi phí để bạn trả tiền hàng tháng là bao nhiêu thì ở đây chi phí trả tiền hàng tháng á, nó sẽ là 1.820 đồng tức là tiền principal và tiền interest còn cái tiền taxes và insurance thì mình bỏ qua mình không tính trong cái, 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 cái video này bởi vì cái video này nó chỉ tập trung để truyền trả tiền mortgage thôi cho nên cái chi phí trả hàng tháng của bạn là 1.820 đồng thì đây là cái mortgage thông thường cái mortgage traditional mà ai sống ở Mỹ, ai mua nhà ở Mỹ thì cũng biết cái chuyện này cả cho nên là đó là chuyện trả hàng tháng và các bạn thấy thường á, là những cái khoản mortgage trả hàng tháng là 30 năm. Cho nên ở đây là mình chọn cái 30 năm fix. Và trong cái 30 năm này á, nếu mà các bạn tỉnh kỳ lại thì các bạn sẽ thấy á, là ví dụ ở đây người ta cho bạn một cái bảng người ta gọi là amortization schedule breakdown. Tức là người ta sẽ cho bạn trả biệt á, là mỗi tháng bạn trả là 1.820 đồng tiền principal và tiền interest này thì cái tháng đầu tiên á, là bao nhiêu tiền nó đi vào tiền interest và bao nhiêu tiền nó đi vào principal thì bạn thấy cái tháng đầu tiên bạn trả 1.820 đồng thì 1.560 đồng là đã đi vào interest rồi và chỉ có 260 đồng là đi vào principal và từ 288.000 Trừ cho 260 000 thì đến cuối tháng đầu tiên á, thì cái principal của bạn còn lại là 287.740 đồng. Sau đó đến tháng thứ hai bạn tiếp tục trả 1.820 đồng thì 1.820 đồng đó bạn có 1.559 đồng là đi vào interest và 262 đồng là đi vào principal thì cuối tháng thứ hai cái số tiền principal của bạn còn lại là, là 287.478 đồng thì các bạn thấy là trong những năm đầu tiên cái phân lớn cái số tiền bạn trả là đi trả để trả interest còn cái số tiền bạn trả đi vào cái phần trả principal rất là ít cho nên là rất là nhiều người nói là lại lấy được một cái móc cơ sợ Mỹ là mang nợ suốt cuộc đời là như vậy bởi vì mình trả 1 đồng mà một ngàn rưỡi gần một ngàn sáu là đã đi vào interest rồi còn là cái phân trả principal không có đáng bao nhiêu cả cho nên ở đây các bạn thấy là thông thường người ta có một cái bảng đồ mortgage amortization như thế này thì ở đây cái đường màu tím này cái đường uh, cái đường màu cái đường màu cái đường màu xanh này là oh, sorry các bạn cái đường này á, là cái đường trả interest thì các bạn thấy á, ngay từ lúc ban đầu á, là mình toàn trả interest không bạn thấy không? ví dụ ở đây á, là cái khúc màu xanh này này là cái số tiền mà mình trả hàng tháng thì là gần 80 90 phần trăm của cái vùng mình trả hàng tháng ở đây á, là tiền trả interest còn cái tiền trả bệnh principal chỉ là một cái phần rất là nhỏ ở cái phần xanh 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 giá trời dưới này còn cái phần xanh là cái ở trên này là mình toàn trả interest không và đến khi mình trả interest rất là nhiều cho đến khoảng đến gần đấy á, thì bạn mới thấy á, là cái số tiền mình trả hàng tháng mới bắt đầu cân bằng lại là 50% cho interest và 50% cho basement cho cho principal và cho đến cái khoảng gần đến những cái nắm cuối cùng của trong ba chục năm đó thì cái phần trả cho principal nó mới bắt đầu tăng lên và cái phần trả interest nó mới, mới giảm lại cho nên 10 năm đầu tiên là các bạn hầu như là trả interest không chứ không có ví dụ bạn thấy ở đây là 100 tháng này 100 tháng là gần 10 năm 10, 120 tháng là là 10 năm thì ở đây các bạn thấy 120 tháng mình chọn đây 120 tháng thì cái tiền interest của bạn vẫn trả là 1.323 đồng và cái tiền principal của bạn trả chỉ có 498 đồng thôi vậy là các bạn trong 10 năm đầu là mình toàn trả interest không thì mình không có trả principal gì nhiều cả và ở bên Mỹ này á, đến khi mà bạn trả mortgage được 10 năm rồi thì là bắt đầu bạn sẽ thấy là nên refinance để giảm cái tương in, cái giảm cái interest rate xuống nhưng mà một trong những kỳ vận nàng của cái chuyện refinance á, là khi các bạn đi làm refinance thì các bạn đã trả được 10 năm rồi thì khi bạn refinance thì các bạn phải refinance lại thành một cái khoản mortgage mới là chỉ 20 năm thôi nhưng mà rất là nhiều người đặc biệt là người Mỹ khi người ta refinance là người ta lại refinance cho một lần 30 năm nữa vậy là người ta lại phải tiếp tục 10 năm ban đầu của cái mortgage mới đó là toàn trả interest chứ không trả principal cho nên là nó càng ngày nó lại càng lúng sâu vào cái chuyện là chịu trả interest để làm giàu cho các cái ngân hàng và cho các cái công ty cho vay tiền mua nhà là như vậy. Nếu là mình á, thì mình ví dụ mình chỉ làm refinance là mình refinance lại cho cái khoản tiền á. Ví dụ mình đã trả 5 năm rồi thì mình, mình refinance cái cái của mình thành 25 năm. Và mình trả 10 năm, mình trả, mình sau đó mình refinance thành 20 năm. Sau đó mình thành refinance là 15 năm. Cho nên cái nhà của mình mình chỉ mới mua được hơn 7 năm 8 năm thôi, nhưng mà cái mortgage của mình hiện giờ là mortgage 15 năm và mình đã trả 2 năm trên cái mortgage 15 năm đó rồi là bây giờ chỉ còn 13 năm thôi. Cho nên là mình refinance là mình cũng phải giảm cái thời hạn mortgage luôn để cái số tiền principal của mình trả càng ngày càng nhiều. Trong khi rất là nhiều người Mỹ khi mà người, người ta refinance sau khi người ta trả được 10 năm đầu, người ta refinance lại thành một cái mortgage mới cùng 30 năm. Cho nên là 10 năm tiếp theo người ta vẫn cứ tập trung trả vào interest. Cho nên cái này nó làm cho cái khoản nợ và cái khoản tiền trả lại càng ngày nó càng lớn cho người Mỹ. Là cái chuyện rất là không tốt thì đó là cái thì đó là cái cách thông thường của rất người rất nhiều người Mỹ khi người ta mua nhà người ta phải mượn tiền mortgage là như thế và trong cái chiến lược này á, thì cái người mà làm cái video này á, người ta đề nghị thay vì các bạn phải chọn bạn có một cái mortgage loan thì bây giờ thay vì mortgage bạn nên tìm một cái khoản loan khác mà người ta gọi là hy lọt là việc tắt của cái chữ home equity line of credit thì cái Home Equity Line of Credit này là gì? What is a Home Equity Line of Credit or HELOC ở trên cái trang web Nerd Wallet? Thì cái này các bạn nghĩ thông thường á, là giống như là các bạn có một cái credit card. Thì dựa vào các cái chỉ số credit score của bạn, dựa vào cái thu nhập của bạn, dựa vào những các cái khoản nợ khác của bạn. Thì khi mà người ta cho bạn một cái credit card á, người ta cũng sẽ cho bạn một cái line of credit. Người ta nói, à, người ta cho bạn một cái credit card mới này nè và bây giờ là cái line of credit của bạn á là được 20.000, 20.000 là tối đa. Thì trong một tháng á bạn có thể xài 5.000, 7.000, 2.000, 1.000, 15.000, 17.000, 19.000 tối đa là bạn xài được 20.000. Thông thường thì mình hãy khuyên mọi người nếu mà bạn có cái credit card có cái lãi app credit là là 20.000 thì tối đa bạn chỉ xài được 10% trong cái 20.000 đó thôi. Tức là trong một tháng bạn chỉ xài được là 10% là 2.000 đến cuối tháng thì bạn pay off 2.000 đó sau đó thì bạn mới bắt đầu sai tiếp thì khi mà bạn cuối tháng bạn pay off 2.000 á thì cái lãi of credit của bạn quay trở lại thành 2.000 à, 20.000 và bạn cứ tiếp tục sai cho tháng tiếp theo. Cho nên là nếu mà bạn không có sai nhiều trong cái live credit thì thường người bạn sẽ có một cái credit score rất là tốt. Thì cái home of equity live credit này cũng như vậy. Tức là dù bạn có một cái căn nhà trị giá là 300.000 thì cái line of equity, home equity, line of credit này á, người ta thông thường người ta sẽ cho bạn một cái line of credit, một cái cái, cái, cái khoản tiền mà bạn có thể rút ra để tiêu dựa vào cái giá trị căn nhà của bạn và thường cái line of credit này nó có khả năng đến 90% giá trị căn nhà của bạn là cho nên là line of credit á, là ví dụ 300 ngàn mà lại, người ta có thể cho bạn một cái line of credit là 270 nghìn tức là 90% nhưng mà nếu khi bạn mua nhà 300.000 đó, bạn có mượn mortgage là 240.000 chẳng hạn, thì là bởi vì bạn đã có cái khoản nợ 240.000 là cái mortgage rồi, thì cái line of credit home equity đó người ta chỉ sẽ cho bạn là 30.000 uh, 30 thôi, bởi vì tối đa là 270.000, sau đó trừ cho 240.000 là cái khoản mortgage bạn đã mượn, thì cái số còn là chỉ khoảng 30.000 thì đó là cái trường hợp thông thường mà khi người ta sử dụng lãi hợp home equity line of credit tức là HELOC thì bạn có thì khi tr trong trường hợp như vậy thì người mà cho bằng mượn cái HELOC này á nó được gọi là second lien a uh, HELOC lender bởi vì trong cái nhà của bạn á là có hai cái à, cả cái người mà nắm cái liên chỉnh của bạn á là cái công ty mortgage công ty mortgage lender bởi vì họ cho bằng mượn tiền để mua nhà cho nên có chuyện gì, ấy, họ là người có được cái căn nhà đó trước, họ là người có được cái giải sở hữu nhà đó trước Thì họ lại gọi là first lien, bởi vì họ là cái mortgage lender và họ cho bàn mượn số tiền rất là nhiều Là 240.000 cho cái căn nhà 30, 300.000 Còn cái hillock lender, người ta cho bàn mượn 30.000 Và để cho tổng cả hai khoản nợ này là thành 90% giá trị của căn nhà, tức là 270.000 thì trong trường hợp như vậy cái người Hy lender này họ là second lien lender. Họ là người có chuyện gì ý, thì họ là người đứng thứ hai. Cái người cái công ty mortgage phải lấy lại hết tiền cái đã thì mới đến phiên họ. Thì đó là cái trường hợp thông thường khi bạn sử dụng Home of Equity Line of Credit. Cái chiến lược này á, thì nó không sử dụng cái cách thông thường của uh, Hy mà nó sử dụng cái cách hơi đặc biệt của Hy tức là cái Hy này nó không phải là second lien holder mà nó là first lien holder thì thật ra có cái sản phẩm như vậy ở trên thị trường nếu mà các bạn google á ví dụ các bạn google cái chữ là first lien hy lọt thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều các cái công ty mà người ta cho bạn mượn tiền hy lọt nhưng như là cái tiền như là first lien tức là họ là cho bạn mượn hy lọt nhưng mà nhưng mà họ là cái người nắm cái chủ quyền của cái căn nhà đó trước bởi vì họ cho bạn mượn cái số tiền nhiều hơn thì ví dụ ở đây các bạn thấy là ví dụ Better Markets là cái công ty Markets cũng khá nổi tiếng hiện giờ hoặc là First Lien Hy hoặc là uh, hoặc là P, uh, FSB Banknet. thì tất cả những cái nhà này á, người người ta đều cho bạn mượn uh, tiền uh, dưới giữ cái hình thức là line of, line of credit và họ là người first lien tức là họ cho bạn mượn nhiều tiền hơn cái công ty mortgage. À thì đối với những cái trường hợp mà bạn dùng cái first lien hi lọt này á thì bạn có thể mượn được nhiều tiền hơn là cái thứ nhất, cái thứ hai là lãi suất nó lại thấp hơn bởi vì họ là người đầu tiên có cái quyền sở hữu cái căn nhà đó nếu có chuyện gì xảy ra thì rủi ro đối với họ là thấp hơn thì khi rủi ro đối với họ thấp hơn thì họ cũng sẽ lấy lãi suất thấp hơn còn mà cái second lien hy lọt thì rủi ro của họ là cao hơn cho nên họ cũng sẽ lấy rủi ro họ cũng sẽ lấy à, lãi suất cao hơn nhưng mà đối với cái first lien hy lọt này thì bạn ở đây bạn thấy này nó là cái first lien hy lọt luôn chứ không phải là second lien tức là người ta cho bạn mượn tiền sau đó người họ là người có ưu tiên để có cái quyền sở hữu căn nhà của bạn nếu như mà có chuyện gì xảy ra. Thì trong trường hợp như vậy, bạn có thể mượn một cái số tiền khá là lớn từ cái first lien hy lọt để mà và bạn mượn khá lớn để bạn trả hết cái khoản tiền mortgage hiện giờ của bạn bởi vì dù cái căn nhà 300.000 chẳng hạn, họ có thể cho bạn mượn đến 270.000 thì họ không có quan trọng á, là cái công ty mortgage hiện cho mượn bao nhiêu, bởi vì khi mà họ cho bạn mượn 270.000 nữa họ sẽ trả cái tiền mortgage hiện của bạn là 280.000 chẳng hạn, hay là 260.000 chẳng hạn thì họ trả hết cái đó cho bạn để con để cho bạn không còn nợ mortgage nữa mà bọn chỉ còn nợ kỳ hy lọt loans này thôi. Thì đó là thì trong cái chiến lược này mình phải sử dụng cái lốn khác, tức là cái lốn hy lọt này. Vì sao mình phải sử dụng cái hy lọt này là do hai vật, hai lý do chính. Lý do thứ nhất là cái hy lọt tức là nó là cái line of credit. Tức là nếu mà ví dụ bạn mượn hy lọt 288.000, ví dụ trong trường hợp ở đây mình mượn 288.000 hy lọt. Thì sau khi bạn trả 10.000 thì bạn còn là 278.000, uh, thì bạn vẫn còn n 278.000. Nhưng mà nếu ví dụ bạn trả 50.000 thì bạn còn nợ là 230.000 thật 8.000 Nhưng mà nếu tháng sau bạn lại cần 10.000 thì bạn có thể mượn lại 10.000 từ cái lọt này Bởi vì nó là line of credit mà Cho nên là nếu bạn trả rồi thì bạn có thể mượn quay mượn trở lại Giống như là trường hợp credit card mình nói lúc này Họ cho bạn 20.000 và bạn sai hết 2.000 tháng đầu tiên sau khi bạn trả hết 2.000 đó thì 2.000 đó nó lại quay trở lại thành kỳ kỳ lãi credit của bạn là cái lãi credit của bạn bây giờ lại trở thành 20.000 thì bạn vẫn có thể mượn mượn tối đa được 20.000 thì ở đây nó cũng là như vậy ví dụ bạn mượn 288.000 hy lọt và bạn trả hết 50 rồi nhưng mà đồng lợi tháng sau có chuyện emergency bạn vẫn có thể mượn lại 50 đó hoặc là 10.000 hoặc là 20.000 đó bởi vì bạn đã trả rồi bây giờ bạn cần mượn lại bởi vì cái đó là cái line of credit cho nên nó có thể uh, uyển chuyển và linh hoạt như vậy trong khi nếu như mà mortgage á, Ví dụ bạn mượn 288 000 mortgage Sau năm bạn đã trả được 50 000 tiền principal rồi Thì bạn nếu như bạn cần 10 000 Bạn đâu có tới cái công ty mortgage Bạn nói hay là cho bạn mượn lại 10 000 Bạn đã trả principal đó Nó không có cái chuyện đó Đúng không? Bạn trả rồi là thôi Và hoàn tháng bạn cứ phải trả Trong cái hy lọt thì nó có cái sự linh hoạt như vậy Đó là lý do thứ nhất Lý do thứ hai là cái lý do quan trọng hơn rất là nhiều Lý do thứ hai á, là khi bạn mượn cái mortgage 288.000 thì người ta tỉnh tiền lời trên cái khoản mortgage này là tiền lời hàng tháng. Ví dụ giống như ở đây nha, bạn mượn cái khoản tiền 288.000 này là tiền tiền mortgage thì cái tháng đầu tiên người ta tỉnh tiền lời như thế nào? Ví dụ bây giờ cái cách người ta tính tiền lời là người ta sẽ lấy 288.000 là cái số tiền bàn mượn ở đây mình mình gõ vào đây để cho bạn thấy à, mình bắt đầu sử dụng điện thoại của mình để mình tính luôn. 288.000. Tiền lời ở đây á là 6,5%, tức là bây giờ mình sẽ nhân với 0,065. Thì đó là tiền lời này tiền lời hàng năm. Thì bây giờ tiền lời hàng tháng của nó thì mình phải chia cho là 12 thì nó sẽ ra tiền lời của tháng đầu tiên là 1.560 đồng thì các bạn thấy á, là trong cái bảng này này amortization này này tháng đầu tiên mình trả 1.820 đồng tiền lời và tiền tiền uh, tiền tiền principal thì trong 1820 đồng đó 1560 đồng là tiền mình phải trả cho tiền lời thì ở đây là cái cách tính của nó là như vậy bởi vì cái khoản tiền mình mượn là 288 nghìn nhưng vậy không phải lăm phần trăm tiền lời nhưng mà đó là số tiền lời cả năm thì bây giờ mình chia lại 12 là mình ra được cái số tiền lời hàng tháng thì sau đó ví dụ đến khi đến tháng thứ hai này sau khi mình trả và mình trả 260 đồng tiền, tiền tiền vốn thì bây giờ cái tiền vốn mình mượn lại là còn thay vì là 288 000 thì bây giờ chỉ còn 287 740 đồng thôi thì bây giờ mình sẽ tính tiếp này 287 đồng 7 287 740 đồng mình nhân với là 0,065 sau đó mình chia cho 12 thì cái tiền lời của tháng thứ hai á, nó là 1.558 đồng 59 thì ở đây nó tỉnh uh, ra là 1.559 đồng thì đây là tiền lời thì đó là cái tiền lời đến cái khoản tiền mortgage người ta tỉnh tiền lời hàng tháng cho cái sổ này trong khi cái tiền lời mà bên kỳ home equity hy này thì người ta tỉnh tiền lời hàng ngày chỉ không phải hàng tháng nữa và cái tiền lời hàng ngày đó nó dựa vào là cái balance của cái ngày đó là bao nhiêu ví dụ giống như ở đây nha mình mượn là 288 000 tiền mình mở, mình mượn cái hy lọt là 288 000 mà ví dụ bây giờ mình có 10 000 mình để mình không làm gì cả mình đâu làm gì 10 nghìn đó 10 000 đó trong cái emergency fund của mình mình không làm gì cả mình đem 10 000 đó mình bỏ mình trả vào trong cái hy lọt của mình thì bây giờ cái principal của mình á là cái ngày đầu tháng á bởi vì mình bỏ 10 ngàn vào thì cái principal của mình bây giờ nó chỉ còn là, là 278 nghìn thôi và mình bởi vì cái này là nó là hàng, hàng, nó là hàng ngày cho nên á, là cái cách tính tiền lời của ngày đầu tiên á, nó sẽ là 278 000 Nhân với là 0,065 năm bởi vì nó là 6,5% và bây giờ nó sẽ chia cho là 365 ngày hoặc là có một vài ngân hàng thì người ta chỉ chia cho 360 ngày cho chẳng thì đó là cách tính tiền lời hàng ngày thì bởi vì mình có 10.000 tiền emergency của mình mình không dùng gì cả thì mình trả vào trong cái hy lọt thì cái balance của mình nó sẽ giảm xuống con 287.000 và sau đó thì mình trả tiền lời thì cái tiền lời mà mình tỉnh này á, nó sẽ nhỏ hơn cái tiền lời bên này bởi vì tiền lời bên này á, là mình đến 288.000 tiền balance là thì vì sao bên cái trường hợp hi lọt này á, mình có 10.000 tiền emergency mình có thể bỏ vào đây mình trả được là bởi vì á, mặc dù mình bỏ vào 10.000 ở đây mình trả là cái tiền đó là tiền emergency fund của mình nhưng mà mình có thể bỏ vào đây mình trả bởi vì nếu như mà đến giữa tháng có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn có thể lấy lại 10.000 đó để mình tiêu cho cái chuyện emergency đó trong khi bên cái công ty mortgage này thì mình không làm được cái chuyện đấy mình không làm được cái chuyện mình bỏ và mình trả 10.000 xong rồi mình tới công ty mock thì mình nói bây giờ có emergency cho mình mượn lại 10.000 thì không được nhưng mà đối với khi lọt thì bởi vì nó là một cái line of credit cho nên là bạn các bạn phải trả 10.000 nếu mà các bạn có tiền để không 10.000 mà tiền emergency các bạn bỏ vào đây bạn các bạn trả bởi cho cái khoản tiền mắc nờ trong cái hy lọt này để dựa tháng có chuyện đột xuất bạn vẫn có thể lấy lại 10.000 đó để các bạn trả cho cái chuyện đột xuất bởi vì nó có cái tính linh hoạt như vậy và mặc dù là bạn chỉ có 10.000 này trong khoảng 15 ngày thôi bởi vì bạn chỉ có được 15 ngày để ngày 15 thì có chuyện mà phải rút lại rồi nhưng mà cái tiền lời người ta tỉnh là tỉnh hàng ngày cho nên trong 15 ngày đó cái balance của bạn là thấp hơn balance của bạn chỉ có 287 ngàn thôi chứ không phải là 288 000 cho nên cái balance nó thấp hơn thì bạn cũng sẽ có được cái tiền lại các bạn có được cái tiền lãi suất trong 15 ngày đó sẽ thấp hơn so với lãi suất trong 15 ngày, trong một tháng đầu tiên của cái số tiền mortgage ở bên này. Các bạn thấy không? Đến ngày 15 mình mượn lại cái số tiền đó để mình dùng cho cái emergency thì 15 ngày cuối tháng á nó bây giờ cái balance nó đã quay trở lại 288.000 thì cái balance đó cái tiền lời số tiền lời hàng trong 15 ngày cuối cuối tháng đó nó quay trở lại bằng với bên này nhưng mà mình đã tiết kiệm được cái số tiền lời trong 10, trong, trong, 15 ngày đầu tiên rồi và nếu như mà 10 nghìn đó mình không cần sử dụng trong một năm đầu tiên thì trong một năm đầu tiên đó mình liên tục giảm được cái balance của mình hàng ngày và khi mình giảm được cái balance của mình hàng ngày như vậy á thì là cái số tiền lời mình trả trên cái hy lọt này nó sẽ thấp hơn là cái số tiền lời mình trả trên cái mortgage loan này thì đó là cái yếu tố chủ yếu của cái chiến lược này bởi vì sao người ta nhắm vào cái yếu tố chủ yếu này bởi vì khi mà các bạn mượn tiền mortgage á, thì ở đây này các bạn mượn 288 nghìn này và khi các bạn làm ra cái bảng này á, các bạn biết là cái số tiền bạc các bạn trả hàng tháng là 1.820 đồng này bao nhiêu tiền là trả cho interest và bao nhiêu tiền trả cho principal và ở đây các người ta sẽ tính cho các bạn luôn cả là 360 tháng luôn á là các bạn ra được cả 360 tháng luôn thì sau khi tỉnh ra thì người ta sẽ tạm cộng lại cho bà là trong suốt 30 năm đó cái tiền principal mà bạn trả người ta cộng lại hết tên tháng như vậy thì nó sẽ ra được là 288 ngàn bởi vì cái khoản tiền bằng mượn là 288 ngàn thì sau 30 năm bạn phải trả thì cái tiền principal là 288 ngàn và sau 30 năm thì cái tiền interest bạn trả là 367 ngàn 367 ngàn là 325 đồng bạn thấy khủng khiếp không tiền principal bạn mượn có 288 mà mà bạn trả interest nhiều hơn gấp gấp gần như là 20-30% cái số tiền principal bạn mượn sau 30 năm bạn trả rất là nhiều tiền interest cho nên cả cái ngân hàng và cả cái công ty mortgage này nó càng ngày càng giàu càng lớn lên như vậy bởi vì rất là nhiều tiền bạn trả vào kỳ interest chứ không phải là trả vào principal cho nên cái chuyện lược này nó giúp cho bạn giảm cái balance hàng ngày khi bạn có tiền nhàn rồi bạn để vào đây để bạn trả cái balance đó xuống ngày nào mà bạn giảm được cái balance đó thì cái interest của bạn nó sẽ giảm thì đó là cái mẫu chỗ của cái vấn đề này thì trong cái chiến lược này nó có hai cái thì là hai cái hai cái khoản tiền nào á nó sẽ giúp cho bạn giảm được cái balance của cái hy lọt càng ngày hàng ngày cái thứ nhất ví dụ giống như bây giờ mình nói với bạn á, là mình có 50.000 mình để trong cái emergency fund của mình mình không dùng tới thì khi mà mình không dùng năm chục nghìn này á mình để năm chục nghìn này vào trong cái hy lọt của mình mình trả cho cái hai trăm tám mươi tám nghìn thì bạn thấy nếu mà mình bỏ năm chục nghìn vào mình trả và trong cái khoảng thời gian 10 năm, 20 năm mình không có cái chuyện emergency gì cả, mình không cần dùng gì cả Hoặc là mình cần dùng một hai ngày xong rồi mình bỏ lại Thì các bạn thấy á, là với 50 nghìn tiền mortgage, à, tiền tiền mình trả nhấn cho 6,5% mỗi uh, tiền lời hàng năm và nhấn cho 30 năm như vậy thì các bạn thấy là trong với chỉ 50 nghìn thôi thì trong 30 năm đó mình đã tiết kiệm được 97.500 tiền lời tiền interest thì ở đấy lúc này mình tính tất cả là 367.000 tiền 367.000 tiền lời mà mình trừ bớt cho 97.000 này là gần cả 100.000 thì cái số này nó chỉ còn lại là khoảng 269 270.000 270 tiền lời thôi các bạn thấy nó giảm được nhiều không? Mà ở đây là chỉ mới có 50.000 thôi Cho nên cái chiến lược này nó khuyến khích Là nếu như mà bạn có tiền nhàn rồi Chưa sử dụng mà cho những cái việc Emergency gì đó Thì bạn bỏ vào để bạn trả cho cái hy lọt này Và những cái ngày mà bạn bỏ vào Bạn trả, ngày nào bạn có tiền Bạn trả thì cái ngày đó cái balance Của cái hy lọt nó sẽ giảm Và nó sẽ làm cho bạn giảm được Cái tiền interest mà bạn trả cho cái số này Thì đó là Cái mẫu chốt thứ nhất cái mẫu thứ hai quan trọng hơn là người ta nói bây giờ nếu như mà bạn hàng tháng bạn làm bằng ví dụ bạn đi làm một tháng bằng được 4 ngàn 4 5 ngàn tiền lương thì ví dụ khi mà bạn có 4 ngàn 5 ngàn tiền lương đó thì ví dụ một tháng bạn có 5 ngàn tiền lương chẳng hạn bạn trả tiền mortgage á, là khoảng 1 ngàn 8 2 bạn trả tiền car loan á, là khoảng 300 đồng bạn tiền bill tiền grocery á, khoảng 1 ngàn tiền uh, ABCD gì đó khoảng 1 ngàn nữa thì tất cả các cái tiền đó bạn khi mà bạn nhận tiền lương 5 ngàn đầu tháng chẳng hạn bạn bỏ vào bạn nhận tiền lương đó vào trong cái tài khoản hy lọt này luôn thì trong cái tài khoản hy lọt này á, khi mà bạn có cái tiền lương trả vào á, thì cái balance của bạn nó sẽ bắt đầu giảm liền và khi mà bạn chưa sử dụng ví dụ bạn 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 trả tiền insurance bạn đi chờ bạn trả tiền tất cả các cái loại tiền khác bạn trả trên cái credit card của bạn thì bạn vực mắc nợ trên cái credit card. Bạn không có trả đến cuối tháng khi mà bạn trả off cái credit card ra thì bạn lấy tiền trong cái hi lọt này để bạn trả off cái credit card của bạn. Thì như vậy á, là cái credit card của bạn bạn dùng tiền nợ cả tháng nhưng mà đến cuối tháng bạn trả thì bạn cũng không có trả tiền lời trên cái credit card. Trong khi đó là cái tiền mà bạn đang mắc nợ credit card các bạn nằm ở trong cái hi lọt thì nó sẽ giảm cái tiền balance của cái hi lọt này hàng ngày cho nên nó sẽ giúp cho bạn giảm tiền lời hàng ngày và nếu bạn làm liên tục như vậy chuyển lược liên tục như vậy bạn cẩn thận tiền có bao nhiêu bạn để vào trong cái hy lọt này hết để bạn giảm balance cái hy lọt này thì cái lãi suất mà bạn phải trả cho cái hy lọt này nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với là cái lãi suất mà bạn trả cho cái tiền uh, trả cho cái khoản mortgage ở bên này các bạn thấy không? Đó là mẫu chỗ của cái vấn đề này. Tức là nếu mà số tiền bằng lãnh lương hàng tháng bằng thả gửi thẳng vào trong cái hy lọt này luôn thì khi nào tiền lương của bạn vào cái hy lọt thì ngay lập tức cái balance của cái hy lọt nó sẽ giảm và tiền lời bạn trả cho hy lọt nó sẽ giảm bạn cứ chi tiêu tất cả mọi thứ trên cái credit card đến cuối tháng bạn cân trả credit card thì bạn rút tiền trong cái hy lọt ra để bạn trả cái credit card thì sau đó bạn rút ra thì lại có một cái khoản tiền lương mới để đến để vào trong cái tài khoản của bạn thì cứ như vậy cho nên bạn liên tục giảm được cái tiền bé lên hàng ngày và bởi vì cái này nó tính tiền lời trên từng ngày cho nên bạn không quan trọng á, là tiền lương của bạn đến vào ngày mùng 10 nhưng mà bạn trả cái tiền credit card là ngày 11 ở là ngày 12 thì nó vẫn còn hai ví dụ hai cái ngày đó là bạn có lãi suất bạn có cái balance cao nhưng mà sau đó thì là bạn sẽ cái balance nó sẽ giảm liền cho nên là nó liên tục tìm cách giảm cái balance hàng ngày cho bạn Và khi bạn giảm cái balance hàng ngày á Thì là cái interest nó cũng giảm Mà bạn thấy là khi bạn mượn móc cái sẽ bên Mỹ 30 năm Thì cái tiền interest nó rất là cao so với cái tiền principal Mà nếu bạn giảm được cái tiền interest này đáng kể Thì cái tiền thì cái số tiền mắc nợ của bạn nó sẽ giảm rất là đáng kể và sẽ làm giúp cho bạn trả được nhanh hơn. Thì theo một cái theo một kỳ kỳ trường hợp đặc biệt mà cái người trong cái YouTube này người ta tỉnh á thì người ta nói là nếu mà mỗi tháng người ta lãnh lương mà dù người ta nhận một cái tiền người ta mượn một cái mortgage một trăm rưỡi nghìn và người ta lãnh lương một tháng năm nghìn và cứ người ta làm cẩn thận liên tục như vậy thì là người ta sẽ giảm được cái mortgage này từ 30 năm xuống còn khoảng 7 năm hoặc 8 năm thì đó chỉ là một cái trường hợp cụ thể đó thôi còn những cái trường hợp cụ thể khác nhau thì cái thời gian giảm nó sẽ khác nhau nhưng mà về mặt principle thì bạn thấy là nó có khả năng là sẽ được giảm cái số tiền bởi vì bạn giảm cái balance của cái hy lọt và bạn giảm cái interest của cái hy lọt mà khi bạn giảm cái interest liên tục hàng ngày hàng tháng hàng năm như vậy thì cái số tiền bạn trả cho cái khoản nợ này nó cũng sẽ giảm luôn hy vọng là cái đó nó 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 về mặt tức là bạn không cần biết lên có cái cống số cụ thể nó như thế nào nhưng mà về mặt nguyên tắc, về mặt principle là bạn thấy nó có khả năng sẽ giảm được nếu như mà bạn thực hiện theo cái chiến lược này thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là mình thấy là khi mà mình xem các cái video như vậy thì mình thấy là cái này nó cũng có lý, tức là nếu như mà sử dụng đúng cái chiến lược như vậy và tập trung và quản lý cái số tiền ra vào của mình hàng tháng và để cho mình đảm bảo là cái balance của cái hy lọt nó xuống càng thấp càng tốt và mình quản lý các cái chi tiêu của mình trên credit card sau đó mình rút tiền từ hy lọt ra mình trả trên cho cái credit card thì nếu như mình quản lý cái chuyện này rất là chặt chẽ thì mình sẽ có khả năng giảm được cái thời gian mình trả mortgage xuống rất là đáng kể các bạn nhớ cách đây một tuần hai tuần gì á mình có chia sẻ một cái video mà mình nói là bạn trả tiền móc cái hàng tháng thay vì như vậy bạn trả mỗi hai tuần và khi bạn trả mỗi hai tuần như vậy thì trong mỗi năm bạn sẽ trả thêm được một năm ví dụ một tháng bạn trả hai nghìn chẳng hạn thì bây giờ bạn chia lại bạn trả hai tuần một nghìn thì sau một năm bạn sẽ trả thêm được thêm hai nghìn nữa thì một năm bạn chỉ tăng thêm cái tiền trả một tháng thêm thôi thì là bạn đã giảm được cái tiền mortgage của bạn từ 30 năm xuống con 23 năm, bạn đã giảm 7 năm rồi thì với cái chiến lược này bạn cứ liên tục giảm tiền lời giảm cái tiền bé lên sang tháng khi mà tiền lương của bạn vào trong cái hy lọt này và nó sẽ trả nó sẽ nằm ở đó để nó trừ nó giảm cái bé lên của bạn cho đến khi bạn cần tiền bằng rút ra bạn trả cho các cái khoản chi tiêu khác khi nó tăng lên sau đó nó sẽ giảm lại và những cái tiền emergency bạn không sử dụng bạn cũng vào bằng trả cái mortgage và khi bạn không cần sử dụng các cái tiền emergency đó thì là cái bé lên của hy lọt của bạn cũng giảm làm cho tiền lời của bạn giảm đến khi bạn cần cái tiền emergency bằng rút ra được nếu mà bạn sử dụng liên tục như vậy và quản lý chặt chẽ như vậy thì mình tin là bạn cũng có thể giảm được cái thời gian trả mortgage rất là đáng kể mình nghĩ là cũng phải trên 10 năm 15 năm nếu bạn làm một cách rất là kỹ lưỡng và rất là đàng hoàng tuy nhiên cái này nó có những cái những cái hạn chế những cái drawback mình á, bản thân mình thì mình sẽ không sử dụng cái này bởi vì sao bởi vì á, thì người làm video này người ta đã có hai cái assumption. Người ta đã có hai cái assumption. Cả thứ nhất á là người ta nghĩ là cái tiền mà đang dùng cho mục emergency á nó sẽ đề không, không có ăn tiền lời gì cả. Thì cái chuyện đó không đúng. Ví dụ các bạn xem video mình, các bạn thấy á, cái tiền emergency fund của mình á là mình nằm trong wealth fund và wealth fund nó cho mình tiền lời 5,5% hoặc là 5% mỗi năm. Trong khi cái market của mình á, tiền lời nó chỉ là 1,75% thôi thì mình đâu có dài gì mình lấy cái tiền mà đang ăn 5,5% tiền lời để trả cho cái tiền n 1,75 tiền lời. Các bạn thấy không? Bởi vì mình trả tiền n 1,75 tiền lời á thì là cái bên này nó chính lịch điện gần là 3 4% là tiền lời lắm mình đâu có dài mình làm cái chuyện đó. Thì cái này nó tùy vào cái mức mortgage của bạn có tiền lời là bao nhiêu và cái tiền emergency của bạn á nó đang ăn tiền lời là bao nhiêu nữa? Trong trường hợp của mình á thì tiền emergency của mình ăn tiền lời đến 5,55% mỗi năm mà market của mình chỉ có 1,75% mà Cho nên cho nên là cái chuyện mà mình làm như vậy nó sẽ hại cho mình bởi vì mình đang ăn tiền lời cao hơn rất là nhiều so với tiền lời mình phải trả trong cái market của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nhiều bạn sẽ nói á là cái tiền mà mình ăn tiền lời là mình sẽ trả thuế. À, mình mình ăn tiền lời từ qua well phân á thì cái tiền lời đó mình phải đóng thuế thu nhập thì cũng đúng nhưng mà cái tiền lời mình trả cho mortgage á, nó cũng được khẩu trừ nó cũng được đi đất trong khoản thuế thu nhập của mình cho nên là 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 nó cũng trừ qua trừ lại cho nên cái chuyện đó là nó không có lời cho mình là cái thứ nhất cái thứ hai cái người mà làm cái video này người ta cũng ở zoom là cái tiền lương của bạn nhận hàng tháng á bạn đưa vào cái tài khoản không có tiền lời cho nên là có tiền lời không đáng kể mình nếu các bạn xem các cái video của mình là mình đã rất là quan trọng cái chuyện đó tiền của mình nằm ở tài khoản gì thì nó phải chẳng tiền lời tài khoản đó chứ không có cái chuyện tiền mà bỏ nằm trong tài khoản mà không ăn tiền lời cho nên tiền lương của mình cũng vào trong cái tài khoản tiết kiệm của mình cho nên nó cũng ăn tiền lời cao hơn là tiền lời của cái mortgage của mình cho nên cái chuyện của mình làm cái này nó sẽ không có hợp lý bởi vì là những cái tiền mình không có nhang rồi tiền mình đều ăn tiền lời cả và mình cũng đã trả chi tiêu tất cả các cái chi tiêu của mình trên cái credit card và cuối tháng mình trả hết một lần mình không có trả tiền lời trên cái credit card của mình luôn cho nên là tất cả những cái mạnh khỏe và những cái tip để mà tiết kiệm tiền và làm cho tiền của mình hoạt động một cách thông minh nhất là mình đã sử dụng hết rồi còn cái người mà làm cái video này á, thì người ta đang nghĩ là tất người ta đang dùng lần nếu mà bạn chưa có quản triệt hết tất cả các cái cách để cho tiền của bạn ăn được tiền lời cao nhất và an toàn nhất thì cái này nó sẽ khá là hợp lý. Ví dụ như bây giờ tiền của bạn là nằm ở Chase hoặc là Wells Fargo hoặc là Bank of American Checking Account tức là 0% interest rate và cái mortgage của bạn đến 6,5% interest rate thì cái này là một cái chiến lược rất là tốt cho bạn bởi vì bạn làm như vậy thì bạn sẽ giảm được rất là nhiều thời gian cho cái mortgage của bạn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì mục tiêu lớn nhất của bạn là pay off mortgage và bạn sẵn sàng để quản lý các cái khoản chi tiêu hàng ngày, các cái tài khoản hàng ngày, hàng tháng để bạn trả pay off mortgage sớm. Thì cái video này cũng chỉ cho bạn một cách bạn có thể làm được điều đó và đó là cái chuyện quan trọng nhất đối với bạn. Đúng không? Alright, hy vọng là mình đã giải thích cái chuyện lược này một cách rõ ràng nhất và cụ thể nhất và đơn giản nhất có thể được. Hy vọng là các bạn cùng theo và theo dõi được cái chiến lược này vì sao nó có khả năng là sẽ thực hiện được làm vì sao một cái khoản tiền market của bạn 30 năm có thể giảm xuống còn 7 năm hoặc là chỉ 10 năm thôi Thì cái đó là cái điều có khả năng xảy ra chứ không phải là không có Nếu bạn muốn cam kết và làm theo cái cách này 100% và cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng nhất đối với bạn Nếu mà các bạn uh, thích cái video này thì giúp cho mình một vài nút like và nếu mà các bạn có câu hỏi gì đồng ý với chiến lược này không đồng ý cái chiến lược này cái cách mình giải thích và cách mình phân tích cái vấn đề nó có cái chỗ nào là còn thiếu sót và và chưa hợp lý thì bạn cũng cho vào một comment giúp cho mình à À, thì các bạn nhớ cho vào một comment giúp cho mình để mình có thể học hỏi thêm và trao đổi thêm và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh luôn để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo chào tạm biệt hôm nay là ngày đầu ngày đầu tiên làm việc của năm 2024 cho nên mình cũng muốn chúc tất cả mọi người happy new year và hy vọng là một năm thành công hơn nữa đối với cộng đồng người việt của mình ở mỹ và tất cả chúng ta đều có thể trở nên giàu có hơn ở mỹ trong năm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt bye bye